Rồi, xin chào bạn. Ở video này thì Lam sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta những cái bài học làm thế nào để chúng ta có thể là lựa chọn được một người nhân sự tốt để đồng hành lâu dài của chúng ta. Bài học ngày hôm nay của chúng ta nó có tên đó là tinh thần tập thể. Một người nhân sự tốt ở trong một tập thể nào đó, đó là một người mà luôn luôn nghĩ đến tập thể trước khi mà họ nghĩ đến cá nhân của họ, khi mà họ nghĩ đến cái lợi ích bản thân của họ. Thì họ sẽ luôn luôn nghĩ đến cái tinh thần của tập thể, họ sẽ luôn luôn nghĩ đến cái văn hóa của tập thể, họ sẽ làm việc, họ sẽ chấp hành những nguyên tắc của tập thể trước khi mà họ làm việc theo những nguyên tắc cá nhân của họ. Rồi cái người này là cái người mà sẽ làm việc, sẽ cống hiến về mục tiêu chung của tập thể. Tập thể chúng ta sẽ luôn luôn có những cái mục tiêu nào đó về mặt doanh số, sẽ có mặt mục tiêu nào đó về mặt số lượng khách hàng, phục vụ khách hàng, rồi là phục vụ cho xã hội. Ví dụ như là mình sẽ làm và kiếm tiền thật tốt ở tháng này, chúng ta sẽ cùng nhau và tạo ra doanh số khoảng tầm 500 triệu và sau đó chúng ta sẽ trích ra 5%, tức là 25 triệu để chúng ta làm cái công tác là từ thiện, đúng không ạ? Rồi chúng ta làm những cái công tác khác. Thì cái người mà có cái tinh thần tập thể là người ta sẽ để ý đến những cái mục tiêu như vậy và người ta cống hiến làm sao để đạt được cái doanh số này, làm sao để chúng ta có được những cái khoản này để chúng ta giúp đỡ lại xã hội. Thì đó là những người mà có cái tinh thần tập thể. Và khi mà chúng ta cứ tưởng tượng điều này, một cái người có tinh thần tập thể là cái người sẽ nghĩ cho tổ chức, là cái người sẽ nhìn những cái người nhân sự khác, đúng không ạ? Và họ sẽ góp ý để cho những người nhân sự khác phát triển hơn. Góp ý được cho người khác thì tức là họ cũng sẽ góp ý được cho chính cá nhân của họ làm sao để tốt hơn mỗi một ngày. Họ là một người biết nghĩ cho tổ chức và không có cái điều gì tuyệt vời hơn khi mà có một người mà biết nghĩ cho những người khác như vậy. Đúng không ạ? Và cái người mà có cái tinh thần trách nhiệm cao như vậy, nghĩ cho tổ chức như vậy, đó là một người nhân sự cực kỳ là tuyệt vời đối với chúng ta. Và cái người này thì chúng ta nên có những cơ chế tốt, nên có những cái điều kiện rồi và dành cho họ những cái cơ hội để họ phát triển thật tốt các bạn nha. Rồi, bài học ngày hôm nay đó là tinh thần tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao. Rồi, nếu bạn thấy hay và ý nghĩa thì có thể comment là hay và chia sẻ video này đến bạn bè của mình, cũng như là bấm nút đăng ký và bấm vào chuông thông báo dưới đây để có thể nhận được những video tiếp theo của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.